Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019. Việt Hùng xin kính chào quý vị. Cựu Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh qua đời thọ 99 tuổi. Campuchia bắt 12 người Việt vượt biên chiếm đất bất hợp pháp. Nghi phạm dâm ô bé gái trong thang máy ở thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh qua đời hôm 22 tháng 4 thọ 99 tuổi theo Thông tấn xã Việt Nam. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết Đại tướng Lê Đức Anh sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4, 2019 tại nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu, Hà Nội. Lễ viếng, truy điệu và an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được thông báo sau, theo VN Express. Tờ báo này trích dẫn lời ông Lê Mạnh Hà, con trai duy nhất của ông Lê Đức Anh, khẳng định thông tin bố ông từ trần tối ngày 22 tháng 4. Trước đó nhiều giờ, ông Hà trong một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Tiến về Sài Gòn cho biết bố ông đang được các bác sĩ bệnh viện 108 chăm sóc tận tình. Thông tin về việc Đại tướng Lê Đức Anh, người giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1992 đến 1997, qua đời bắt đầu được lan truyền trên một số trang điện tử và Facebook trong ngày 22 tháng 4 trước khi truyền thông nhà nước loan tin. Ông Lê Đức Anh từng bị tai biến nặng khi đang giữ chức Chủ tịch nước năm 1996 theo Thanh Niên. Tờ báo này cho biết sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng vào đầu năm 2018, nhưng một lần nữa ông đã vượt qua cơn nguy kịch một cách thần kỳ. Trong tuần qua, trên mạng xã hội cũng đã rộ lên tin đồn về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện khi đang đi công tác ở Kiên Giang. Chính phủ Việt Nam cho đến lúc này vẫn chưa đưa ra phản ứng gì trước những tin đồn đó. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam thông qua một bộ luật nhằm bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó quy định các thông tin bao gồm sức khỏe của các nhà lãnh đạo cao nhất nước là bí mật quốc gia và phải được giữ kín. Cảnh sát quân sự tỉnh Ratanakiri ngày 16 tháng 4 đã bắt giữ 12 công dân Việt Nam bị buộc tội vượt biên sang Campuchia và khai hoang đất rừng bất hợp pháp, tờ Phnom Penh Post cho biết ngày 22 tháng 4. Theo lệnh của tòa án, cảnh sát quân sự Campuchia đã thực hiện một cuộc đột kích nhằm ngăn chặn tội phạm lâm nghiệp tại công viên quốc gia Virapchay vào ngày 16 tháng 4, theo lời chỉ huy cảnh sát quân sự tỉnh Ratanakiri, Tháp Yên nói với Phnom Penh Post. Cảnh sát đã bắt giữ 12 người quốc tịch Việt Nam và tịch thu các bằng chứng, trong đó có 6 dụng cụ máy móc sau khi nhóm này khai phá sạch đất rừng bất hợp pháp tại khu vực Otayak thuộc làng Ta Veng Lớp thuộc huyện Ta Veng. Tờ báo của Campuchia dẫn báo cáo của cảnh sát quân sự huyện Ta Veng cho biết nhóm công dân Việt Nam đã xâm nhập trái phép vào Campuchia bằng đường rừng gần cột mốc biên giới số 14 liên kề với cột mốc số 711 thuộc tỉnh Kon Tum của Việt Nam. 12 người quốc tịch Việt Nam đã vượt biên sang Campuchia với sự giúp đỡ của Sách Virak, đại diện của một công ty và một người đàn ông Việt Nam tên là Vô Ngu Yapsa, chỉ huy cảnh sát Tháp Hiên nói về Phnom Penh Post. Sau khi bị bắt, nhóm người Việt đã được đưa đến cảnh sát nhập cư để làm các thủ tục pháp lý. Cảnh sát nhập cư sau đó đã lập hồ sơ vụ này và gửi lên tòa án tỉnh. Sau khi hoàn thành thẩm vấn các nghi phạm vào sáng ngày 21 tháng 4, thẩm phán điều tra Leng Vanarip đã buộc tội 12 công dân Việt Nam vượt biên trái phép theo điều 29 của luật di trú và tội nhập khẩu máy móc phá rừng bất hợp pháp theo các điều 56, 58 và 62 của luật bảo tồn thiên nhiên. Tin cho hay hiện các bị cáo đang bị giam giữ tại nhà tù Prom Survey trong tỉnh để chờ ra tòa và các thủ tục pháp lý khác. Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 4 ra quyết định khởi tố cựu viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi trước những áp lực từ phía công chúng trong vài tuần qua đòi đưa nghi phạm này ra tòa. Truyền thông trong nước cho biết ông Linh 61 tuổi bị khởi tố theo điều 146 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và bị cấm đi khỏi nơi cư trú cũng như bị cấm xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Quyết định khởi tố của Công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra sau gần 20 ngày kể từ khi những hình ảnh ông Linh ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 ở quận 4 được phát tán và lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn video được quay từ camera an ninh trong thang máy, người đàn ông mà sau này được xác định là ông Linh nhiều lần ôm hôn một bé gái khoảng 6 đến 7 tuổi khi chỉ có hai người trong thang máy. Theo tường thuật của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh về đoạn clip,
Khi bé gái bước tới gần cửa thang máy để chuẩn bị bước ra ngoài, thì người đàn ông này tiếp tục kéo bé vào lòng và thực hiện hành vi dâm ô. Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 4 nói với báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh rằng kể từ khi vụ việc được phát hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 4 đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 thu thập tất cả các bằng chứng có liên quan. Trong quá trình điều tra, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định khởi tố, theo ông Thao. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 2.000 trường hợp xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm bị phát hiện ở Việt Nam. Bộ này cho biết có hơn 1.500 trường hợp xâm hại tình dục được báo cáo ở Việt Nam trong cả 2 năm 2018 và 2017. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Việc Bộ Y tế đưa ra ý kiến ủng hộ chuyện thu phí người nuôi bệnh có nguyên cớ từ việc mới đây Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ở Sài Gòn đã thu phí người đi nuôi thân nhân đang nằm điều trị, đang có các ý kiến trái chiều về vấn đề này. Dưới góc nhìn là một bác sĩ nội khoa, ông Đinh Đức Long cho rằng ít nhiều người nuôi bệnh cũng sử dụng các dịch vụ tại bệnh viện. Người nhà mà bệnh nhân ở lại chăm sóc bệnh nhân ý, thì họ cũng sinh hoạt ở đấy, cũng tiêu thụ điện, nước và cũng xả rác thải ra. Thế cho nên bệnh viện cũng phải mất một khoản tiền để mà chi trả việc đấy. Dưới góc nhìn là người từng có thân nhân phải nằm điều trị lâu ngày ở bệnh viện, bà Cúc chia sẻ. Gia đình tôi, chúng tôi có những người bệnh thì đã mang một gánh nặng rất nhiều. Bây giờ thu thêm cái khoản phí đó thì cũng khổ cho chúng tôi lắm. Như bệnh viện Thủ Đức chẳng hạn, chỉ thu có 30.000. Nhưng mà thu được có 1-2 ngày, dân phản ảnh nhiều quá thì đã không thu nữa. Ở Sài Gòn, đang có nhiều bệnh viện dự tính sẽ thu khoản phí người nuôi bệnh, nhưng chỉ là thu khi đó là người thứ hai hoặc thứ ba cùng ở lại bệnh viện để chăm sóc thân nhân đang nằm điều trị. Trong vấn đề thu phí người nuôi bệnh, theo bác sĩ Đinh Đức Long, cần tránh chuyện ép buộc bằng mệnh lệnh hành chính. Cái đột ngột, anh là cái gọi là chủ thể đặc biệt, người ta buộc phải vào chỗ anh chữa bệnh. Thì anh áp giá hoặc anh đặt ra cái gì trước tính mạng sống chết thì người bệnh người ta phải theo, thì cái đấy cũng không nhân văn. Đây là hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong ngày nghỉ hành chánh chủ nhật. Lãnh đạo nơi đây đã nhanh chóng rút lại quyết định buộc người nuôi bệnh phải đóng khoản phí 30.000 đồng một ngày. Chuyện nuôi người thân đang nằm điều trị dài ngày trên giường bệnh còn là gánh nặng tâm lý bên cạnh việc thời gian và tiền bạc, bà Cúc bày tỏ. Ví dụ như gia đình chúng tôi mà có 2-3 người thay phiên nhau nuôi một người bệnh thì sẽ đóng như thế nào đây? Đó. Thì rất khổ cho chúng tôi. Nhà nước nên tính lại cách này để cho chúng tôi được một đỡ khoản nào thì hay khoản đó. Thông tin công bố hôm 22 tháng 4 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì các dịch vụ tiện ích tối thiểu phục vụ người bệnh và thân nhân người bệnh như nhà vệ sinh, nước rửa tay, xà bông rửa tay, nước uống, thang máy, nơi sạc điện thoại và các tiện ích khác có trong cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh thì bệnh viện không được thu phí. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Cảnh sát Sri Lanka cho biết, thủ đô Colombo của nước này chứng kiến thêm một vụ nổ nữa vào ngày 22 tháng 4. Cơ quan chức năng cho hay, một nhóm phiến quân địa phương với sự trợ giúp của một mạng lưới quốc tế đã tiến hành một loạt vụ tấn công đúng vào ngày lễ Phục sinh, nhắm vào các nhà thờ và khách sạn, cướp đi sinh mạng của ít nhất 290 người và làm 500 người bị thương. Thêm một vụ nổ vừa xảy ra gần nhà thờ St. Anthony hôm 22 tháng 4 tại thủ đô Colombo của Sri Lanka. Tin cho hay, không ai bị thương trong vụ này. Cùng ngày, Bộ Y tế Sri Lanka cho biết nhóm National Thowfit Jamaat được tin là đứng đằng sau các vụ tấn công liều chết tại 6 địa điểm, 3 nhà thờ và 3 khách sạn. But it is not all that because we have got the information about everything.
Đấy chưa phải là tất cả, bởi chúng tôi đã nắm được những thông tin về mọi thứ. Chúng tôi đã biết thêm được rất nhiều nghi can. Hy vọng phần lớn là những kẻ mà lực lượng an ninh cho là những tay đánh bom tự sát. Và với những cuộc vây giáp của lực lượng chức năng, chúng tôi đang bắt từng tên một. Các trại huấn luyện của nhóm người này đã bị phát hiện và truy quét. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể tại thời điểm này. Hãng tin AP đưa tin, 24 nghi phạm đã bị bắt giữ do có liên quan đến các vụ nổ. Phòng truyền thông của Tổng thống Sri Lanka cho biết, các biện pháp khẩn cấp mà chính quyền nước này đưa ra sẽ tập trung vào đối phó với chủ nghĩa khủng bố, nhưng vẫn bảo đảm quyền tự do biểu đạt. Thủ tướng Sri Lanka hôm 21 tháng 4 cho biết, trước đó đã có những cảnh báo về các vụ tấn công. Ông cho biết sẽ mở một cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân vì sao các biện pháp phòng ngừa không được tiến hành. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng này ở Nga, theo lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 22 tháng 4. Tuần trước, Điện Kremlin loan báo rằng lãnh tụ Kim Jong-un sẽ đi thăm Nga trong tháng này và sẽ họp thượng đỉnh Nga-Triều lần đầu tiên kể từ khi ông lên cầm quyền tại Triều Tiên vào năm 2011. Hôm 22 tháng 4, Hoa Kỳ quyết định chấm dứt miễn trừng phạt đối với 5 nhà nhập khẩu dầu từ Iran. Washington nhấn mạnh sẽ gia tăng áp lực mới đối với Tehran bằng cách cắt nguồn thu nhập chính của họ để Iran kiềm chế hành động xâm lấn quân sự ở Trung Đông. Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt miễn trừng phạt đối với các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết chính phủ Mỹ đã cho các đồng minh và đối tác có đủ thời gian để tiến tới ngừng mua dầu của Iran. Hôm nay tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ không còn cấp quy chế miễn trừ nữa. Chúng tôi sẽ quay về số 0, sẽ quay về số 0 đối với tất cả mọi nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt và giám sát việc tuân thủ. Bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào kinh doanh với Iran phải hết sức thận trọng trong xem xét các lệnh cấm để tránh sai lầm. Nói một cách đơn giản là rủi ro lớn hơn các lợi ích. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đồng ý hành động kịp thời để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dầu cho toàn cầu khi tất cả dầu của Iran bị loại khỏi thị trường bằng cách tăng sản lượng dầu của họ. Ông Pompeo xác nhận quyết định này nhằm cắt đứt nguồn thu chính của Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tái áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Iran vào năm ngoái, sau khi ông rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận quốc tế năm 2015 và tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran. Trong khi Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran năm 2015, Iran và các bên ký kết khác, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức cho biết họ vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận này. Thank you.
Vào ngày Chủ nhật 21 tháng 4, cộng đồng người Việt ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã tổ chức chương trình lễ phục sinh phục vụ đồng bào. Bởi đây không chỉ là ngày lễ quan trọng nhất của người Kitô giáo, mà còn là dịp để bà con cùng gặp gỡ nhau trong một chiều Chủ nhật đẹp trời. Hàng trăm gia đình đã tới tham dự chương trình để cùng thưởng thức một bữa trưa thân mật bên người thân và bạn bè với các món ăn Việt Nam và cả những món ăn đặc trưng của người Mỹ trong ngày phục sinh. Khi chúng ta hợp mặt với nhau đông vui như vậy thì đương nhiên là chúng ta có cái niềm vui chung. Ở trong đạo thì chúng tôi có niềm vui vì chúng tôi đón Chúa sống lại. Còn những người bạn được đến thì họ cũng vui chung. Chúng họ cũng có thể vui những cái niềm vui như trò chơi chắc em nó chơi, nhưng mà họ cũng vui chung với người lớn với nhau nha. Bữa nay là lễ Easter and everybody happy about that and I should be here. Tất nhiên trong dịp lễ phục sinh như thế này thì không thể thiếu trò chơi tìm trứng cho trẻ nhỏ. Hàng trăm trái trứng với nhiều màu sắc khác nhau được người lớn rải ra bãi cỏ rộng ngay trước sân nhà thờ. Để khi có hiệu lệnh thì các cháu nhỏ cùng thi xem cháu nào nhanh tay nhặt được nhiều trứng nhất. Tất nhiên có những cháu nhặt được rất nhiều và cũng có cả những cháu nhỏ chẳng nhặt được trái nào. Bên cạnh đó còn có các trò chơi dành cho trẻ nhỏ để chúng được tận hưởng một ngày lễ phục sinh vui vẻ bên gia đình. Có những gia đình đã nhiều năm nay đều có mặt trong những chương trình như thế này. Năm nay hả, tôi cũng không nhớ nhưng mà cũng khá nhiều đó. Mà mỗi lần như vậy tôi tình nguyện làm bong bóng để phát không cho mọi người, phát miễn phí cho các em kể cả người lớn. Người lớn cũng enjoy bong bóng nữa. Khác với lễ phục sinh của người Mỹ, lễ phục sinh được cộng đồng người Việt tổ chức còn có thêm màn múa lân cho không khí thêm phần sôi động. Lễ phục sinh là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa phương Tây nói chung và người Mỹ nói riêng để tưởng niệm ngày Chúa phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngày lễ này giờ đã vượt ra ngoài phạm vi cộng đồng những người theo Kitô giáo và trở thành một ngày lễ lớn của nhiều người, trong đó có cộng đồng người Việt tại Mỹ, đánh dấu mùa đông đã thật sự đi qua và mùa xuân ấm áp đã trở lại. Ngô và đậu nành là những nông sản mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho nông dân Mỹ mỗi năm. Trong khi rất nhiều người luôn canh hai loại cây này theo mùa vụ, nhưng thương chiến chưa có điểm dừng với Trung Quốc đang tác động lên kế hoạch trồng trọt của người nông dân khi vụ mùa mới đang bắt đầu. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Ở nông trang của Evan Houghton nằm tại vùng ngoại ô Princeton, Illinois. Năm nay cây ngô là vua. Thực tế, nó là thứ cây trồng duy nhất bạn nhìn thấy trên cánh đồng của ông. Năm nay chúng tôi không trồng đậu. Sau khoảng 3 tháng thương chiến, rõ ràng là Tổng thống có những mục tiêu dài hạn. Và tại thời điểm này, tôi và cha đã trao đổi với nhau và chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn với việc trồng ngô năng suất cao. Quyết định của Houghton đến sau một năm sóng gió với giá cả đậu nành, phần lớn bị tác động bởi tranh chấp thương mại, cũng như hàng rào thuế quan mà Trung Quốc áp lên nông sản, nhằm trả đũa việc Mỹ áp thuế lên thép và nhôm của Trung Quốc. Cứ 27 kg đậu nành thì chúng tôi mất đâu khoảng từ $1.50 tới $2 tùy ngày. Trong khi Mỹ và Trung Quốc vẫn đang đàm phán mà chưa có kết quả, thì tình trạng thu nhập bấp bênh vẫn sẽ còn tiếp diễn. Theo chuyên gia kinh tế của Cơ quan Nông nghiệp Illinois, Michael Doherty cho biết. Chúng ta đang chứng kiến giá cả trong tương lai của đậu nành dao động phụ thuộc vào những tin tức mới nhất về việc liệu cuộc đàm phán có tiến triển hay không, liệu chúng ta có bình thường hóa quan hệ thương mại với Trung Quốc hay là không. Ông Doherty cho rằng số lượng đậu nành tồn kho kỷ lục khiến cho tình hình càng thêm khó khăn đối với những người nông dân. Lượng đậu nành tồn kho đang là cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta đang ngồi trên một núi đậu nành. Đã có tới hàng chục ngàn tấn đậu nành trên toàn nước Mỹ và tốc độ và số lượng đậu nành bán ra thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Và riêng việc tìm chỗ chứa cho số đậu nành này thôi cũng đã là một gánh nặng cho thị trường rồi. Đối với Evan Houghton, bỏ qua đậu nành không phải là một lựa chọn dễ dàng. Để trồng một mẫu ngô cần nhiều vốn hơn nhiều so với đậu nành, thế nên chúng tôi phải vay thêm tiền, mà lãi suất thì lại đang tăng. Chi phí đầu vào cao đồng nghĩa với lợi nhuận giảm.
Và trong khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo một mức tăng nhẹ trong tổng thu nhập từ ngành nông nghiệp năm nay, ông Doherty không mấy lạc quan. Tôi dự đoán 2019 sẽ là năm tồi tệ nhất trong suốt 5 hay 6 năm trở lại đây đối với ngành nông nghiệp. Ông Holstein hy vọng những yếu tố khác mà ông không thể kiểm soát như thời tiết sẽ chiều lòng người để vụ ngô năm nay không khiến ông phải thất vọng. Thời gian sẽ có câu trả lời. Cộng đồng Hồi giáo ở New York đã lập đội dân phòng và hỗ trợ cộng đồng để đối phó với những người quẫn trí. Không lâu nữa, sự hiện diện của các đội dân phòng này sẽ được nhiều người biết đến và sẽ xuất hiện trên các đường phố. Sau đây là tường trình chi tiết. Chúng tôi thường hạ kính xe xuống và quan sát mọi thứ. Chúng tôi lắng nghe mọi âm thanh. Nuru Islam là một thầy tế và cũng là một hiệu trưởng một ngôi trường Hồi giáo. Chẳng mấy chốc, anh cũng sẽ tuần tra trên đường phố New York. Không vũ trang, trong một chiếc xe Ford Taurus có dòng chữ Assalamu Alaikum, tức là chúc các bạn bình an. Hãy tưởng tượng nếu ai đó, ví dụ như một người nhập cư đến từ một quốc gia nói tiếng Ả Rập và họ đang gặp rắc rối, họ cần giúp đỡ và họ thấy Assalamu Alaikum. Họ có thể không biết đọc tiếng Anh, nhưng khi họ thấy từ này thì chắc chắn họ biết rằng có những người Hồi giáo trong chiếc xe đó. Vì vậy, họ có thể tìm đến và họ có thể hỏi chúng tôi bất cứ điều gì mà họ cần. Tuần trước, vụ tấn công ở New Zealand là vụ mới nhất trong làn sóng căm thù người Hồi giáo và người di cư trên toàn thế giới. Đội dân phòng và hỗ trợ cộng đồng Hồi giáo mới được thành lập với mục tiêu cung cấp tư vấn và phòng chống tội phạm địa phương và sẽ là một cách để hỗ trợ cho cư dân giải quyết những vấn đề cá nhân. Hơn 50 tình nguyện viên nhiệt tình, thành thạo các thứ tiếng để khắc phục những trở ngại về bất đồng ngôn ngữ. Họ cũng được đào tạo về nghiệp vụ an ninh cơ bản, về sơ cứu và cũng là các giáo sĩ và các chuyên gia tâm thần. Nhóm này không phải là duy nhất. Khu phố Brooklyn cũng có một đội dân phòng châu Á. Tôi luôn nghĩ tại sao người Hồi giáo không có sự trợ giúp như vậy? Mọi người nên có sự trợ giúp này, bởi nó thật tuyệt vời phải không? Tình nguyện viên của đội dân phòng và quan sát dân sự châu Á ở Brooklyn cũng lái xe tuần tra giống như cảnh sát. Những rào cản ngôn ngữ cùng với sự gia tăng tội ác dẫn đến sự hình thành của đội tuần tra này. Trên thực tế, không thể loại bỏ sự phân biệt chủng tộc, vì vậy phải có một tổ chức đại diện cho chúng tôi. Người sáng lập tập đoàn Lui Liu nhập cư từ Trung Quốc vào những năm 1990. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu thành lập khoảng 5 năm trước, chúng tôi đã thấy có rất nhiều cải thiện giữa cảnh sát và cộng đồng địa phương, đặc biệt là với các nạn nhân. Chúng tôi giúp người nhập cư thể hiện bản thân mà không phải lo sợ hay lo lắng, và cơ quan thực thi pháp luật tin tưởng vào vai trò mà chúng tôi đang đảm trách. Maurice Farma, một cư dân ở Brooklyn, hy vọng cộng đồng của cô sẽ coi các tình nguyện viên trong đội dân phòng như anh chị em trong nhà. Mỗi cộng đồng thực sự cần những đội dân phòng của riêng họ. Đội dân phòng cộng đồng Hồi giáo cho biết họ có kế hoạch mở rộng hoạt động trên toàn thành phố New York. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is act out, from the movie Home Again. This film is about a 40-year-old mother who separates from her husband. She begins a relationship with a much younger man. Listen for the phrase act out. Hi. So I'd like to offer to buy you drinks. Really? Yes. The manager is making me ask for your ID. Okay. I just always act out on my birthday. It's like my own personal New Year's Eve, so I just go like, what? And I just reel it back to normal. So, what do you think act out means? Is it behave badly or go outside? Listen again. Did you have the right answer? Hi. So I'd like to offer to buy you drinks. Really? Yes. The manager is making me ask for your ID. Okay. I just always act out on my birthday. It's like my own personal New Year's Eve, so I just go like, what? And I just reel it back to
normal. To act out means to behave badly, often as a way to deal with emotional stress. Children who are bored or want attention may act out. Adults act out too. In this film, the character reacts to a big life change by seeming to be carefree and irresponsible. And that's English at the Movies. I'm Kelly Jean Kelly. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. You know, when we are preparing our shows, the first thing we do is come up with a subject. That's right. Today's subject is commonly used nouns. The second thing we do is research the subject. Then write a script. And afterwards, have a producer review it. The last thing we do is film the show. Yeah, because the last thing we want is to be unprepared. Or not clear. So let's talk about the commonly used noun thing. The noun thing can suggest an object, but thing also has several other meanings. Thing can mean an activity or event. When we are preparing our episode, the first thing we do is come up with a subject. Thing can also suggest a statement or some kind of communication. The last thing he said was that the project was delayed. The last thing I heard was that Mary arrived in Rome. Thing can also refer to a general situation. Here, the speaker will give a general opinion about a situation by using an adjective. It's a good thing you brought that umbrella. It's supposed to rain today. All the different meanings of thing can be difficult to learn and use. But the most important thing is to not give up. And that's Everyday Grammar. Welcome to the Voice of America's News Words. In March, Forbes magazine released its yearly list of the richest people in the world. Cosmetics. The first woman on the list is French woman Liliane Bettencourt, who owns a third of L'Oreal Cosmetics. Bettencourt is worth about $40.7 billion. Cosmetics are substances such as creams and lotions. They are put on the face, body, or hair to improve appearance. Cosmetics do not change the way the body works or its structure. Now you know what cosmetics are. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Việt Hùng xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.